Công ty Furukawa Automotive Park Việt Nam INC tuyển 300 công nhân, mô tả công việc như sau: sản xuất bộ dây điện trong xe hơi, làm việc theo ca, có tăng ca. Yêu cầu: nữ, tuổi từ 18 đến 40, trình độ lớp 5 trở lên, không nhuộm tóc, không có hình xăm, không cần kinh nghiệm. Một khi đã trở thành nhân viên của Furukawa Automotive Park Việt Nam INC, bạn sẽ nhận được những quyền lợi như sau: hàng tháng công ty chi trả tiền phụ cấp đi lại, nhà ở, chuyên cần. Ngoài ra còn phụ cấp ngoại ngữ dành cho tiếng Anh và tiếng Nhật. Có ký túc xá và xe đưa rước nhân viên đi làm mỗi ngày. Công ty có chế độ trợ cấp cánh điếu cho nhân viên khi kết hôn, sinh con. Chế độ thăng tiến hàng tháng dành cho những nhân viên có thành tích tốt trong công việc. Cho nhân viên có thành tích tốt đào tạo ở Nhật, khen thưởng nhân viên ưu tú hàng năm. Tổ chức dạy Nhật ngữ miễn phí cho nhân viên tại công ty. Tiệc toàn công ty vào ngày 8 tháng 4 với nhiều chương trình hấp dẫn và quà tặng có giá trị như xe máy, tủ lạnh. Công ty đại thọ bữa ăn giữa ca, môi trường làm việc thân thiện, sạch đẹp, thoáng mát. Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tham quan du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, các chế độ khác theo luật Việt Nam quy định. Ngoài chủ nhật, mỗi tháng được nghỉ thêm một ngày thứ bảy có hưởng lương. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Công ty Furukawa Automotive Parts Việt Nam INC. Địa chỉ: Đường 14 / 16, khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.